Vừa qua trên địa bàn thị trấn Châu Quỳ, Hà Nội đã xảy ra một vụ cháy lớn tại nhà dân. Sau 20 phút, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy phòng PC07, công an quận Long Biên đã kịp thời dập tắt đám cháy. Nguyên nhân và thiệt hại đang được điều tra làm rõ. Nhiều người vẫn chưa hết xót xa vì vụ cháy quán karaoke khiến ba chiến sĩ hy sinh. Thì tối ngày 2 tháng 8, một vụ cháy lại xảy ra tại thị trấn Châu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Theo đó, đêm ngày 2 tháng 8, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Gia Lâm nhận tin từ trung tâm thông tin chỉ huy 114 công an thành phố Hà Nội, xảy ra cháy nhà dân tại địa chỉ P168 lô M1, khu đô thị 31 ha thị trấn Châu Quỳ, huyện Gia Lâm Hà Nội. Ngay sau đó, đơn vị này đã xuất 2 xe chữa cháy, đồng thời đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 1, phòng PC07 công an quận Long Biên, chi viện 1 xe chữa cháy và 1 xe thang tới hiện trường để tổ chức chữa cháy. Tại hiện trường, lửa lớn và khói bốc lên rất lớn từ căn nhà. Nhiều người dân theo dõi sự việc bày tỏ lo lắng khi xảy ra vụ cháy. Sau 20 phút tổ chức chữa cháy, đám cháy được khống chế và được dập tắt hoàn toàn. Đám cháy không có thiệt hại về người. Thượng tá Phạm Văn Hậu, trưởng công an huyện Gia Lâm cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy là do chập điện tại phòng ngủ của ngôi nhà này. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân và thiệt hại tài sản trong vụ cháy những vụ cháy lớn xảy ra gần đây đánh lên hồi chuông cảnh báo với tất cả mọi người để phòng chống cháy nổ trong gia đình quý vị cần kiểm tra bảo trì các thiết bị điện trong nhà nhất là đồ dùng dễ gây cháy nổ bên cạnh đó cần chuẩn bị bình chữa cháy trong gia đình cùng người thân tìm hiểu kỹ các kỹ năng thoát hiểm an toàn khi có cháy